Anh em chuẩn bị gì cho mùa ba rồi? Lấy ngay shop tng.vn, sắm ngay nick và vòng quay random giá rẻ nhé. Gặp sự cố liên hệ ngay Gmail của S ở mô tả để được đền bù 100% cho anh em. Xin chào tất cả anh em. Meta liên tục thay đổi và bây giờ là pháp sư chưa dậy. Nói vui thì ngày xưa là sát thủ đi rừng nhận Nagrod rồi Butter, đấu sĩ Zephyr và sau đó đến các vị tướng xạ thủ dần dần đi vào rừng thống trị như là Vio, Phoenix. Và khi meta pháp sư hiện nay thì tại sao ta không cầm vị tướng phép đi rừng? Độ hiệu quả thì còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố, từ tùy trận đấu này và đối thủ ra sao. Nhưng chắc chắn các tên này sở hữu khả năng đi rừng không thua kém gì các vị tướng sát thủ như Nagrod hay Mordad đâu. Trong video hôm nay, em sẽ cùng anh em tìm hiểu về các vị tướng đi rừng lên đồ phép cực mạnh tại mùa 3 này. Và sắp tới, anh em sẽ có thêm một con bài phép đi rừng cực mạnh đó chả phê nha. Chơi và đeo rank ngay bây giờ nào. Thứ nhất là Gera, là vị tướng mới ra mắt và được tặng free nên độ quốc dân khỏi bàn. Đây là con bài sát thủ đi rừng mạnh và bá đạo. Anh em nào mà đang ở bậc rank không cấm chọn thì tranh thủ pick đi, đeo rank đi nhé. Chứ nhét đánh 10 trận, hên lắm mới sống được 1 trận để chơi do team địch không cấm mà thôi. Tốc độ farm rừng Kera nhanh, gank nguy hiểm. Không những vậy, cơ chế đi xuyên địa hình giúp cho Kera tạo đột biến cao bậc nhất trong nhóm vị tướng phép. Để cướp mục tiêu lớn do thám rừng đối phương hay là phát động backdoor đều lý tưởng với Kera. Nếu cô nàng lên được đủ đồ gây sát thương, không giống Daxi với các màn biến đi, biến về vô cùng hách não. Hay là Zeal phải phụ thuộc vào nội tại cho dân pha sộc thẳng ở đối phương nhằm dịch chuyển trở ra. Thì người chơi Kera không phải lo lắng vì cô nàng có tận 3 chiêu thức vượt địa hình, trong đó chiêu cuối đi xuyên mọi địa hình nhé. Thứ tự combo Kera khá là dễ chơi so với nhiều đối thủ cạnh tranh cùng nhóm. Sự xuất hiện của Kera rõ ràng khiến cho kịch bản ban pick trong đấu giải hay rank ngày càng thú vị hơn. Lưu ý khi anh em muốn chơi vị tướng này để đeo rank, ta sử dụng phù hiệu ma chú hay là chuyển sinh, nâng mắc 1 cài máu thấp nhất. Với F thì Kera đi rừng mới là mạnh nhất nhá. Nội tại khiến cho Kera có khả năng hồi phục tốt, 20% hút máu ngay từ đầu cơ mà anh em, không cần ngọc hút máu luôn. Và anh em nhớ rằng với 50% lượng sát thương phép chuyển thành nói thường, đó là lý do vì sao mà nhiều anh em thích lên cho Kera lối đánh tốc đánh từ thập tự kiếm để mà tối ưu sức mạnh cho Kera nhé. Chiêu một giúp Kera áp sát băng tường truy đuổi hoặc là trốn chạy linh hoạt, đừng quên rằng chiêu thức này có thể khống chế tự địch nhé. Chiêu 2 tạo thương nhận rộng kèm choáng, đó là khả năng không bị chọn mục tiêu rất ức chế. Chiêu cuối không chỉ giúp Kera tăng tốc chạy và đi xuyên tường mà nó còn là chiêu thức giúp cho Kera không chịu làm chậm hơn thế, hết trạng thái chiêu cuối hồi ngay chiêu 1 và 2. Nên bạn chơi Kera có hai cách hồi nhanh chiêu 1 và 2, đó chính là thứ nhất đợi hết chiêu cuối và thứ hai là để địch đánh bạn bà đòn. Mà anh em thử hiểu rằng chiêu 1 và chiêu 2 Kera nguy hiểm ra sao ở đó, ăn phải hai lần thì đủ no đòn nhé. Lối chơi Kera là ẩn núp tấn công bất ngờ, có thể dùng chiêu cuối luôn địa hình đợi đồng đội và địch đánh nhau tung ra làm thịt, hoặc là ẩn nấp ở các bùa đỏ xanh hoặc là các mục tiêu để mà KS úp sọt nhé. Sử dụng thông minh chiêu cuối cho tranh và các địa hình là cách tốt nhất tối ưu sức mạnh cho Kera. Nếu anh em đánh Kera mà chơi ở nơi không có địa hình giúp bạn đi xuyên và tàng hình thì sẽ cực kỳ bất lợi nhé. Nói chung là để mà muốn được chơi Kera hiện tại á thì hên xui lắm, đối thủ cũng cấm thì mới ra các bạn mới được chơi thôi, chứ bây giờ là auto cấm rồi anh em ạ, nó quá mạnh mà. Thứ hai, Daxi. Dù bị giảm sức mạnh thì Daxi vẫn là con bài pháp sư đi rừng mạnh nhất hiện tại. Nếu bị tranh đường ư, Daxi có thể đi mid để ổn nhá, khống chế sau hạ thương và thiết lập ra tranh. Daxi là con bài gánh đội tốt, càng về sau càng nhìn trang bị càng đáng gờm và bắt chủ lực mạnh hơn. Daxi là con bài hiện tại khá được trọng dụng ở đấu giải và đấu rank thì khỏi chê nhé. Với chiêu một quả năng bào trụ nhanh thì khi team bạn có Daxi rồi thì xạ thủ đôi lúc không cần thiết, team sẽ khỏe hơn với hai vị tướng đấu sĩ ở hai bên cánh làm làn chắn cho Daxi quẩy. Nên chơi Daxi và các vị tướng phép đi rừng, anh em thể cầm các vị tướng đấu sĩ ví dụ như là Veret, Truman, Dimit thì rất là hiệu quả và nhiều chiến thuật hơn. Và đôi lúc như anh em còn bỏ qua cả xạ thủ bởi Daxi công trụ không kém gì một vị tướng xạ thủ cả đâu. Vấn đề để anh em chơi và phải nhớ một số lưu ý như sau. Ta sử dụng phù hiệu chuyển sinh hoặc là thần quang, nâng 2 sau đó nâng mắc chiêu 1 cài máu thấp nhất. Daxi là vị tướng farm nhanh, cố gắng lên sớm cấp độ 4, tích nội tại tối ưu các pha ganh ở vị trí ngon ăn ví dụ là rồng hòa đường mid nhá. Nội tại cực kỳ quan trọng với Daxi, nên nếu anh em là đồng đội với Daxi thì chưa tranh không cần phải dọn lính quá nhanh đâu. Đó là cách giúp Daxi tích nội tại nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Daxi đáng gờm với chiêu 1 và 2 bởi đây là hai thức khống chế và soi thương quá tuyệt vời, khiến bất kỳ tướng địch nào đều phải khiếp sợ, đặc biệt ở giai đoạn cuối game hoặc là xanh sớm nhá. Ẩn nấp chờ đợi thời cơ tung chiêu chính xác là thứ mà Daxi ta cần vận dụng. Với chiêu 1, em tin chắc rằng Daxi không quá ngán bất kỳ vị tướng sát thủ nào đâu. Đặc biệt là khi anh em đủ thanh nội tại thì hai lần chiêu 1 đủ giúp bạn tự tin cho tranh. Cho tranh không nên vội vàng dùng chiêu cuối, hãy cấu đỉa liên tục bằng chiêu 1 và 2. Chiêu cuối giúp bạn giữ chân các chủ lực địch có ý định rút lui hoặc là dùng để tiếp cận hay là đối lúc rút lui khỏi nguy hiểm nhé.
Với Daci thì anh em không lo bị cấm, nên Ad rất là mong anh em sẽ luyện tập và chơi nhiều hơn vị tướng này nhé. Chắc chắn giúp các bạn đeo đanh hiệu quả. Thứ ba, Didac. Mặc dù là con bài khá là đù nhưng lại khống chế mạnh, và nếu bạn biết cách tung chiêu, lượng sát thương của Didac không phải là dạng vừa đâu. Khi mới xuất hiện thì Didac đi mid nhiều, và sau đó anh em thấy cái nội tạng của Didac mà có bùa xanh thì tuyệt vời, nên Didac cầm đi rừng để ok, không vấn đề gì cả. Didac máu giấy nhưng với thanh năng lượng khổng lồ, với nội tạng một năng lượng đổi một thương thì Didac là con bài rất đột biến. Anh em nhiều khi thấy tưởng ngon ăn nhưng không, muốn hạ Didac thực sự khó, đặc biệt khi anh ta đi rừng và có bùa xanh duy trì liên tục. Sự khó chịu và yêu cầu kỹ năng người chơi tốt nên Didac hiện tại dù khá mạnh nhưng vẫn khá kém người chơi. Chơi Didac anh em cần phải định hướng gần như toàn bộ ý thức, và đặc biệt giao tranh cạnh địa hình hẹp mới là nơi thuận lợi nhất cho con bài này. Lưu ý khi bạn muốn chơi Didac để đeo đanh nhé, ta sử dụng phù hiệu thần quang phải thánh tuấn hay là chuyển sinh đều ok, nâng mắc một cài máu thấp nhất. Đầu game anh em cứ từ từ farm nhé, nhìn đu đu vậy thôi chứ anh em đừng lo, farm rừng khá nhanh khi anh em kết hợp chiêu 1 và 2 hiệu quả lên cấp độ 4 giúp Didac lột xác hoàn toàn. Và nên nhớ rằng chiêu cuối Didac không chỉ là để che chắn sát thương từ chiêu thức định hướng, mà còn là cường hóa đòn đánh thường giúp Didac tung liên tục. Đó là lý do vì sao mà ta nên lên cho Didac thập tự kiếm tối ưu đòn đánh tay để giao tranh sát thương khủng và công trụ khỏe. Nếu anh em chưa biết thì Didac có vai trò cực khắm, đó chính là tung chiêu cuối ra cản trụ bắn và sau đó tung liên tục đòn đánh tay cùng lính ăn trụ cực mau lẹ. Didac anh em kết hợp với chiêu 2 và 1 tốt giúp bạn spam chiêu liên tục, đẩy tướng địch vào địa hình giúp đánh dấu, khi đó chiêu 1 bạn tung trúng tướng lập tức hồi ngay. Didac không cơ động nên hãy chọn vị trí giao tranh thật hiệu quả sau tanker hoặc là sau tường hay là các chướng ngại vật để tránh bị lên bản đến số nhá. Didac giao tranh tổng cực mạnh nhưng tay đôi 1-1 mà gặp con bài tiếp cận dạng ngộ không, Nagdos, Mudas thì cực kỳ khổ, nên anh em hết sức cẩn thận và cố gắng đi cùng đội giao tranh tổng ép đường liên tục nhé. Và đương nhiên các bạn hãy sử dụng chiêu cuối của Didac thực sự hiệu quả, tại vì đây là một chiêu cuối tấn công tầm xa, sốc sát thương khỏe. Mấu chốt gây đột biến là đây. Thứ tư, Zeal. Zeal không bị cấm hay là chọn nhiều như là Kera, nhưng lại là con bài giúp anh em gánh tin tốt, đặc biệt là khắc chế mạnh ở con bài xạ thủ bá đạo ở bản này như là Joker, Bio và kể cả Zone nhá. Zeal là con tướng khả năng áp sát cực mạnh và có thể chơi trên cơ đối thủ rất tốt nhờ khả năng không bị chặn mục tiêu của chiêu cuối. Zeal có lối chơi vô cùng đa dạng khi có thể chơi vị trí đi rừng này, đường mid, slow đường tà thần, có cơ động nếu anh em vận dụng tốt chiêu 2 và nội tại cùng với đó là lượng sát thương sốc khó chịu. Zeal là lựa chọn tốt cho anh em muốn bắt vào chủ lực hoặc là các con bài có sự cơ động nhá. Lưu ý khi anh em muốn cầm Zeal và đi đánh, ta dùng vị hiệu chuyển sinh hoặc là ma chú nâng mắc 1 và cài máu thấp nhất. Chiêu 2 của Zeal sẽ được hồi lại ngay lập tức khi chém kẻ địch đang bị khắc dấu 3 lần. Điều này giúp Zeal rất cơ động, và để anh em có thật nhiều lần hồi chiêu 2 thì anh em phải tung chiêu chuẩn xác, đặc biệt là chiêu 1 nhá. Khi tấn công kẻ địch, cố gắng ưu tiên tấn công các mục tiêu có 2 lần khắc ấn sẽ giúp bạn bay nhảy cơ động tối ưu nội tại. Chiêu cuối khiến Zeal không thể bị chặn mục tiêu, giúp Zeal ngoài việc gây lượng sát thương còn né được sát thương sốc hoặc là khống chế từ các vị tướng khác. Tuy nhiên, nó sẽ chém ngẫu nhiên vào tất cả tướng địch. Nếu tướng địch đứng gần nhau, chiêu thức này sẽ chia sát thương ra, khiến Zeal dồn thương rất yếu. Vậy nên, hãy ưu tiên núp bụi bắt lẻ đánh đơn mục tiêu và hạn chế dùng chiêu cuối khi không cần thiết. Bởi nếu bạn tung chiêu 1 ổn và chiêu 2 thôi là đủ khiến tướng địch hoang mang và toang rồi. Zeal còn là con bài tốt để anh em chơi lại các vị tướng soi thương mạnh, ví dụ nhà ký nắc hoặc là nắc rốt, rất là hiệu quả để mà khi đối đầu con bài này nhá. Thứ năm, Van Hen. Giờ đây ngay cả các vị tướng pháp sư và đặc biệt là các vị tướng xạ thủ cũng được khá nhiều anh em chơi ưa chuộng và lựa chọn tin cậy để đảm nhiệm vai trò đi rừng. Những cái tên như là Lindis, Vio, Slim đã và đang được chứng minh ở tại mùa 3 này để đi rừng nhé. Không chỉ riêng tại các trận đấu rank hạng mà ngay cả các giải đấu. Nhưng tuyệt nhiên, cái tên Van Hen lại gần như chẳng bao giờ xuất hiện mấy, và nếu thấy một Van Hen cầm trừng phạt đi rừng, và đa số kiện tướng sẽ gắn cái mác đó chính là trẻ trâu. Để rồi khi Frat ADC cờ Van Hen đi rừng ở một ván đấu không có nhiều ý nghĩa nhưng gây được nhiều tranh cãi, bởi không phải ai đi rừng chơi Van Hen đều tốt. Khi mà quả thật sử dụng Van Hen đi rừng chưa bao giờ là một ý kiến quá tuyệt vời khi đi đơn cả. Lưu ý khi anh em muốn chơi thử một chút đột biến nhá, ta dùng vị hiệu chuyển sinh hoặc là thánh tuấn nâng mắc chiêu 1 và cài máu nhất. Van Hen vừa bị giảm sức mạnh khi giảm thời gian làm choáng của bài vàng, đồng thời giảm tỷ lệ ra bài vàng, nên Van Hen hiệu quả không được nhiều anh em thích như trước, nhưng sức mạnh là còn đó. Núp bụi là yếu tố then chốt khiến Van Hen phép trở nên đáng sợ, vì cứ đi ở bụi choáng cái phút chiếc cuối là đi nửa cây rồi, ai mà chẳng sợ đâu nào. Chiêu cuối khi lên phép gây cực nhiều sát thương, tuy nhiên gần đến càng gần mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. Có thể nói Van Hen là con bài khá nhân phẩm, càng nhiều bài vàng càng tốt, giúp bạn khống chế và tấn công hiệu quả hơn. Thực ra Van Hen là một ý tưởng không tệ so với các hero đi rừng ở bậc rank tinh anh hay là cao thủ ít sao thì khá tuyệt vời đó chứ. Dù sao ở đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi, chứ muốn nằm trong top 5 sát thủ phép thì phải là Pain.
Vị tướng chuẩn bị ra mắt vào khoảng tháng 3 nha anh em. Đó mới là con bài anh em chuẩn bị chờ mong bởi sức công phá cực kỳ bá đạo. Trên đây là vị tướng phép đi rừng, cho anh em có thêm nhiều gợi ý tham khảo thêm. Anh em nhớ rằng khi có vị tướng phép đi rừng thì anh em có nhiều chiến thuật đặt ra, có thể đưa vị tướng đấu sĩ ra mid tối ưu ra tranh liên tục như là Perez, Showman vân vân. Chưa kể lượng chất thương phép đa số chúng ta lên đồ thủ chưa quá nhiều ở đầu game và lượng thủ phép không nhiều bằng vật lý nên pháp sư đi rừng sát thương bùng nổ rất nhanh, mạnh và hiệu quả. Nếu anh em thấy hay và có ích đừng tiếc gì một like và đăng ký kênh ủng hộ S nhé. Xin chào và gặp lại anh em ở trong clip lần sau. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.